Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Sáng 1 tháng 8 thêm 4.374 ca COVID-19, tổng số gần 39.000 ca đã điều trị khỏi. Người dân tại điểm nóng COVID-19 ai ở đâu ở đó không rời nơi cư trú. Trung Quốc chạy đua ngăn đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ. Sau đây là những thông tin chi tiết. Thưa quý vị, theo Bộ Y tế, trong số 4.374 ca mắc mới này, có 2 ca nhập cảnh và 4.372 ca lây nhiễm trong nước. Riêng thành phố Hồ Chí Minh có 2.027 ca, Bình Dương 1.415 ca. Tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn 6,2 triệu liều. Tính từ 19 giờ ngày 31 tháng 7 đến 6 giờ ngày 1 tháng 8, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.374 ca mắc mới, trong đó 2 ca nhập cảnh và 4.372 ca lây nhiễm trong nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh 2.027, Bình Dương 1.415, Long An 318, Đồng Nai 262, Hà Nội 67, Vĩnh Long 50, Bà Rịa Vũng Tàu 46, Hậu Giang 37, Bến Tre 32, Kiên Giang 24, Phú Yên 22, Trà Vinh 22, An Giang 21, Đồng Tháp 16, Thanh Hóa 6, Quảng Trị 3, Hải Dương 2, Kon Tum 1, Hưng Yên 1, trong đó có 884 ca trong cộng đồng. Như vậy, tính đến sáng 1 tháng 8, Việt Nam có 150.060 ca mắc, trong đó 2.241 ca nhập cảnh và 147.819 ca mắc trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 146.246 ca, trong đó 35.960 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 4 trên 62 tỉnh thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới, Yên Bái, Điện Biên, Quảng Ninh, Bắc Cạn. Có 9 tỉnh thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn, Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định. Về tình hình điều trị, tổng số ca được điều trị khỏi 38.734, số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU 441, số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO 21 ca. Trong ngày 31 tháng 7, có 276.373 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 6.203.866 liều, trong đó tiêm một mũi là 5.583.255 liều, tiêm mũi 2 là 620.611 liều. Bộ trưởng Bộ Y tế đã làm việc với Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, tỉnh Long An. Cụ thể, Bộ Y tế sẽ đưa chuyên gia và hỗ trợ thiết bị để sẵn sàng đưa trung tâm hồi sức quy mô 500 giường tại Cần Thơ vào hoạt động và thiết lập trung tâm hồi sức tích cực quy mô 500 giường tại nhà khách Tổng Liên đoàn Lao động, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận 1 triệu liều trong tổng số 5 triệu liều vaccine Verocell của Sinopharm do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dược Sài Gòn đàm phán, thương thảo ký kết hợp đồng mua và nhập khẩu dưới sự ủy quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội xây dựng bệnh viện dã chiến hồi sức điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch, quy mô 500 giường trên địa bàn phường Yên Sở, quận Hoàng Mai theo chỉ đạo của Bộ Y tế và thành phố Hà Nội. Người dân tại điểm nóng COVID-19 ai ở đâu ở đó không rời nơi cư trú. Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định nới hạn thực hiện chỉ thị 16 ở 19 tỉnh thành phía Nam thêm 14 ngày, yêu cầu ai ở đâu ở đấy, tuyệt đối không để người dân rời khỏi nơi cư trú sau ngày 31 tháng 7. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, hôm nay ngày 31 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện số 1063 chỉ đạo hoạt động chống dịch. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tập trung chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, thực chất, hiệu quả các biện pháp cụ thể phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã ban hành trong thời gian qua. Thủ tướng quán triệt các địa phương đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16 phải thực hiện nghiêm, nhất quán theo phương châm, chỉ có thể thực hiện cao hơn, sớm hơn, phù hợp theo tình hình thực tiễn tại địa phương. Người dân không rời nơi cư trú sau ngày 31 tháng 7. Các cơ quan tổ chức tuyên truyền rộng rãi, kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống y tế để người dân an tâm ai ở đâu ở đấy. Tuyệt đối không được để người dân di chuyển khỏi nơi cư trú từ sau ngày 31 tháng 7, 2021 tới khi hết giãn cách, trừ những người được chính quyền cho phép.
Thủ tướng nêu rõ lãnh đạo các tỉnh thành chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để người dân tự ý di chuyển ra khỏi địa phương mình. Đối với người dân đã rời khỏi tỉnh xuất phát đến các địa bàn tỉnh khác thì các tỉnh liên quan phải tổ chức đón đưa về địa phương đích đến đảm bảo an toàn. Chính quyền tổ chức xét nghiệm vận chuyển bằng xe cao, có thể bố trí xe tải chở theo xe gắn máy của người dân nếu người dân di chuyển bằng xe gắn máy, thực hiện bàn giao đầy đủ, tổ chức cách ly, giám sát y tế theo đúng quy định, không để dịch bệnh lây lan. Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh, thành phố tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh và tổ chức đưa đón người dân, tổ chức tốt hệ thống mạng lưới chăm sóc, điều trị người bị nhiễm virus SARS-CoV-2 theo các tầng điều trị, tập trung và ưu tiên năng lực, nâng cao chất lượng điều trị, đặc biệt là đối với các bệnh nhân diễn tiến nặng, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong. Thủ tướng quyết định tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 thêm 14 ngày kể từ ngày kết thúc giãn cách xã hội theo công văn số 969/TTG-KGVX. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 969 ngày 17 tháng 7, 2021. Những tỉnh sau một thời gian thực hiện giãn cách xã hội, nếu đã kiểm soát được dịch bệnh có thể nới lỏng giãn cách theo từng khu vực trong nội bộ tỉnh. Đối với khu vực liên tỉnh thì phải có thỏa thuận, thống nhất với các tỉnh liên quan và phải báo cáo tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 trước khi quyết định, cung cấp đủ lương thực cho người nghèo để ở yên tại chỗ. Trong công điện, Thủ tướng cũng lưu ý các địa phương vận động kêu gọi kiểm soát người dân ở thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An và các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội không được rời địa bàn, tiếp tục ở lại theo tinh thần giãn cách ai ở đâu ở đấy. Các địa phương tổ chức hỗ trợ cung cấp ngay đủ lương thực, thực phẩm cho tất cả những người lao động nghèo, mất thu nhập, không còn dự trữ, không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc. Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu tổ chức hỗ trợ y tế cần thiết cho người dân, hỗ trợ người dân tỉnh mình đang ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh có dịch diễn biến phức tạp, có số lượng ca mắc mới. Một nhiệm vụ khác được đề cập trong công điện là tổ chức tiêm vaccine nhanh, đúng đối tượng, an toàn, hiệu quả, không để vaccine hết hạn. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xin cho, lựa chọn vaccine, lợi dụng chức trách để tiêm cho người không đúng đối tượng và các tiêu cực khác trong việc tiêm vaccine, xử lý nghiêm kịp thời theo pháp luật các trường hợp vi phạm. Người đứng đầu các cấp, chính quyền chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác phòng chống dịch bệnh, trong đó có việc tiêm vaccine, công điện nêu rõ. Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tăng cường huy động đội ngũ cán bộ y tế, nhất là lực lượng hồi sức cấp cứu, không phân biệt công tư tham gia công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Sẵn sàng chi viện cho các địa phương dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, có số lượng ca mắc lớn như thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương phía Nam theo sự điều phối của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, các lực lượng xây dựng kế hoạch và thực hiện mua sắm vật tư, thiết bị y tế, phương án đảm bảo sản xuất đời sống, an sinh xã hội, trật tự xã hội theo các kịch bản dịch bệnh, sẵn sàng cho tình huống dịch bệnh diễn biến xấu. Thủ tướng quán triệt tuyệt đối không để tiêu cực trong mua sắm. Trung Quốc chạy đua ngăn đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ. Trung Quốc chạy đua đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất sau Vũ Hán, khi giới chức nói biến chủng Delta khiến ca nhiễm gia tăng ở 14 tỉnh. Trung Quốc ghi nhận 328 ca nhiễm có triệu chứng trong tháng 7, gần bằng tổng số ca nhiễm trong nước từ tháng 2 đến tháng 6. Đợt bùng phát bắt đầu từ thành phố Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, hiện lan sang 14 tỉnh. Biến chủng lưu hành hiện nay là Delta, gây thách thức lớn đối với công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh. Phát ngôn viên Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc NHC Mễ Phong nói tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm nay. Về mặt địa lý, đây là đợt bùng phát lớn nhất ở Trung Quốc sau nhiều tháng, thách thức thành công ban đầu của nước này trong việc dập tắt đại dịch kể từ đợt bùng phát ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đầu năm 2020. Hơn 260 ca lây nhiễm trên toàn quốc liên quan cụm dịch ở sân bay quốc tế Lộc Khẩu, Nam Kinh, nơi 9 nhân viên vệ sinh trên máy bay có kết quả dương tính ngày 20 tháng 7. Hàng trăm nghìn người ở tỉnh Giang Tô đang bị phong tỏa, trong khi Nam Kinh đã xét nghiệm 2 lần cho toàn bộ 9,2 triệu cư dân. Sự lây lan của biến chủng Delta kết hợp mùa du lịch cao điểm và lưu lượng hành khách cao tại sân bay khiến virus lây lan nhanh chóng trong đợt bùng phát này, quan chức NHC nói với các phóng viên. Trong ngày hôm nay, ca nhiễm mới được ghi nhận ở hai khu vực khác là tỉnh Phúc Kiến và siêu đô thị Trùng Khánh, gồm một bệnh nhân đến thăm thành phố du lịch Tây An, tỉnh Thiểm Tây và một người gần đây trở về từ nước ngoài. Quan chức một quận ở Trùng Khánh hôm 30 tháng 7 lệnh xét nghiệm khẩn cấp hàng loạt người từng đến các địa điểm có ca nhiễm. Sau một ca nhiễm không triệu chứng được phát hiện ở Trịnh Châu, thành phố vừa trải qua đợt lũ lụt nghiêm trọng ở tỉnh Hà Nam, giới chức ngày hôm nay đã lệnh xét nghiệm toàn bộ 10 triệu dân. Người đứng đầu Ủy ban Y tế thành phố cũng bị cách chức. Theo một thông báo chính thức, thành phố du lịch Trương Gia Giới ở tỉnh Hồ Nam đã phong tỏa toàn bộ 1,5 triệu dân và đóng cửa điểm tham quan du lịch hôm 30 tháng 7.
Theo điều tra sơ bộ, quan chức y tế cho biết ca nhiễm có thể liên quan tới cụm dịch Nam Kinh. Giới chức đang nỗ lực truy vết toàn quốc những người gần đây đến Nam Kinh hoặc Trương Gia Giới và kêu gọi du khách không đến các khu vực xuất hiện ca nhiễm. Sau thông tin một số ca nhiễm trong đợt bùng phát mới nhất là những người đã được tiêm chủng, giới chức y tế cho biết đây là điều bình thường và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêm phòng cùng các biện pháp nghiêm ngặt. Khả năng bảo vệ của vaccine COVID-19 đối với biến chủng Delta có thể đã giảm đi phần nào, nhưng vaccine hiện vẫn có tác dụng phòng ngừa và bảo vệ tốt đối với biến chủng này. Feng Jijian, nhà virus học tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc cho biết, theo NHC tính đến ngày 30 tháng 7, hơn 1,6 tỷ liều vaccine đã được tiêm trên toàn quốc, song không nói rõ bao nhiêu người đã được tiêm chủng đầy đủ. Giới chức y tế cho biết họ đặt mục tiêu tiêm chủng đầy đủ cho 80% dân số vào cuối năm nay. Tổng số ca nhiễm và tử vong ở Trung Quốc đại lục hiện nay là 92.930 và 9.636. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận của video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp.